Ui, cá bự cả nhà ơi. Nặng dữ vậy. Nặng ha. Vô biển nữa rồi. Ui, cây này nữa. Dính rồi. Cây nhỏ ăn nữa cả nhà. Sát bên nè. Ui, cá cháp, cá cháp, cá cháp. Chị ăn cơm anh. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Nghĩa tiếp tục đi câu dạo bằng vỏ lãi nha cả nhà. Ơi chín cá luôn nè. chưa kịp động đậy nữa. Chưa kịp chào cả nhà nó là ở đây nó lo bụt nè. Ê nó ăn nữa kìa. Ôi dính nữa, hai cây luôn. Vô rồi. Bữa nay mình đi xuống cái điểm ngay chỗ cái chòi sò hổm nè cả nhà. Nhưng mà mình câu ở mé ngoài chứ không có câu ở trong kia. Hễ gió quá thì lát nữa mình chạy vô trong. Rồi, chạy nghe, gắn cái này vô. Mình kéo nó lên. Mấy bữa nay trời gió lắm cho nên có gì cả nhà thông cảm nha. Rồi, cá dồ cả nhà. Này. Ngày điểm này cá dồ nhiều lắm. Bữa trước vừa lại cũng làm được con. Thôi cái đen này vụt. Cái đen này nãy đóng không dính. Dính cái bịch. Nước dở cạn queo à, nghĩa thọt trò cũng tới đáy nữa. Gió dữ luôn á. Ôi, nó nuốt lưỡi luôn rồi. Con này nó ăn hổn quá. Cho nó vô rộng luôn. Ra là có kèo rồi. Gió quá gió. Này mình câu bằng cái mồi hà su này. Cái mồi này nó dai lắm. Dính con cá mà mồi còn nguyên cả nhà ha. Vậy bữa nay chúng cá dồ đi kéo cho nó xuống. Bữa nay đóng đáy cũng chưa có đồ nhiều á. Cho nên Nghĩa chạy đi ra câu. Sáng đóng được mớ hà su. Giờ này nước mới lớn mà gió cả này vậy. Cái chiều mà do nước lớn nhiều nữa gió chắc thổi chắc bay luôn quá cả nhà. Hy vọng là vẫn ổn á. Đó, cây đen kìa. Nó mới gị cái à. Ơi. Bên đây hả? Đánh lạc hướng cả nhà. Ui, nặng ha. Vô biển nữa rồi. Ôi, cây này nữa. Dính rồi. Cây nhỏ ăn nữa cả nhà. Sát bên nè. Ôi, cá cháp. Cá cháp. À, đã quá đã. Lên đây đi. Đánh là hướng. Ôi, con này bự nha. Ôi, cá ký luôn. Quá dữ. Ôi nó bự cả nhà. Ôi nó đã gì đâu á. Ôi nó lôi bay cần luôn. Quá khủng khiếp. Con này 7-8 lạng á. Chà bá luôn cả nhà. Ôi kéo mấy con này xuống thiệt hả chứ.
nghỉ ghê thiệt. Cái kéo rồi nó cắt dài nè, bỏ vô đầu được con cháp cũng cả hai ba lạng nè, mà nuốt lưỡi cả nhà ơi. Cháp này nuốt lưỡi sâu quá, cho nên gỡ cái thẻo ra hai con luôn. Quá đã. Vô. Mình gỡ cái mani lấy thẻo ra. Rồi, cho vô luôn. Rồi thấy có gió à nghe. Ký mấy rồi đó. Có tóm sẵn mấy cái lưỡi này. Bữa nay mình câu bằng cái lưỡi thép này. Cái lưỡi này ngạnh nó bự lắm, cá ăn là không bao giờ xảy. Bị mua tới 4.000 lưỡi. Bị đứt mấy cái lưỡi này là tiếc lắm. Xỏ mồi bự câu cá bự. Cây này nó quăng gần thôi. Đằng kia có ông chú con tha nò nữa cả nhà. Bữa trước nghĩa câu trong đây nè. Bữa trước nghĩa câu trong đó cũng gặp ổng, nay gặp, nay câu ngoài đây cũng gặp nữa. Chín không? Ôi dính cả nhà. Ủa nó chạy vô. Nó chạy lại đằng vỏ nghe nè. Cá gì đây? Ồ cá ngát, cá ngát. Ngát cả nhà ơi. Đây cá ngát nha. Vô. Vỏ quá. Tranh thủ bào được lúc nào hay lúc đó. Nhắm không ổn là mình giật đề máy mình chạy vô liền. Cá ngát là mình phải triệt ba cái gai của nó mình mới dám cầm. Bữa bị nó dứt cái cũng ớn lắm rồi nha. Con này chắc cũng được hai ba lạng, ba lạng. Gấp gió thành bão. Nãy sao con giác làm liên tục. Gì mà bự dữ vậy? Ôi trời. Cái nhà con cá út nè. Nửa kilo quá. Con này là con út út râu kẽm cả nhà. Hết biết nó bự rồi. Con này chắc cỡ thuộc dạng là mát sai luôn rồi. Hết biết ngút bự cả nha. Con này mà xẻ khô là cũng làm được dễ rồi đó. Nghĩa sẽ đem con này về xẻ khô. Cá này xẻ khô ngon. Rộng, rộng biến sống luôn.
ăn nữa kìa. Dính hay về. Ồ, ruột luôn. Kỳ ta. Rồi ăn gịch cái đó mà còn ruột. Bắt đầu sóng gió nó nổi lên nhiều rồi nha. Cái nghĩa cũng cần chạy quá. Ngồi đây lát sóng lớn lên là mình chạy không kịp á. Ngoài đây ngán nhất là sóng gió rồi nha. Nghĩa vừa mới đổi điểm câu dính cá luôn cả nhà. Vừa xuống sông cây này luôn. Nó bay lại nó đớp liền luôn. Ôi cá bự rồi. Thôi bữa nay Nghĩa quên đem theo cây vợt rồi cả nhà ơi. Chết rồi. Ủi cá vồ biển. Ôi trời, con này nó bự hơn con kia nữa. Wow. Ui con này chắc cả ký á. Thì tưởng cá ngát chứ. Vừa quăng xuống làm như quăng ngay miệng nó gì á. Kéo gục 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 gục. Wow, trời ơi nó bự. Kéo đá gì đâu á. Cả nhà coi cái màu nó này. Bóng bóng bóng. Có rằng ri đẹp ghê. Cho vô luôn. Như chạy xuống khúc này nó cũng khuất gió nữa. Im gió. Ngồi nó khỏe. Trên kia ngồi sống đánh mệt á. Gút mài đổ nó cá ngát không. Đây cũng càng quay luôn. Tính ra gió ở trong mình còn hơn cái chỗ ngoài cái chỗ Nghĩa câu nữa. Nãy giờ Nghĩa bỏ vô đây nè. Cá út chắc nó ngậm. Cá út luôn hẻm này nó dở. Rồi ngậm này. Bự ghê không? Nhìn nó cứ tưởng như là con cá dứa vậy cái nhìn. Cái da nó y chang vậy. Phơi khô ăn cũng ngon lắm nha. Phơi gọi là nhức nách nhưng mà ngon ngon. Hôm nay mình không có đụng ngát khủng. Đụng toàn là dồ khủng. Con này bự ghê luôn. Chà bá luôn. Này được con ngát. Con cá cháp. Giờ con nào nấy mập ghê luôn đó nha. Ba con. Này chắc cũng 2 kg mấy. Tìm con út này nữa. Cũng gần 3 kg. Trời ơi con không bằng con cá dồ luôn. Hả? Có chỗ gió chỗ không? Có cái điểm mà trước anh hay câu gió dữ lắm. Nước này cũng lớn dữ lắm cả nhà. Mà đóng đáy không có đồ. Đóng cửa chiều gì mà đóng được có 200-300 gram tôm. Chiều nay Nghĩa nghỉ luôn không đóng. Có nước đêm sáng đóng cũng đỡ đỡ hơn chút. Được ký mấy tôm. Không có gì hết. Ở dưới ghe đá người ta có người về luôn. Mới xuống rồi đi về. Lỗ tiền dầu.
Nghĩa vừa mới xẻ mấy con cá mình đem đi ướp cả nha. Nghĩa ướp thì sáng nay có nắng mình đem nhìn phơi. Nghĩa làm khô luôn. Quá trời nạt luôn cả nhà ơi. Có hai con cá dồ này. Quá trời thịt luôn. Còn con ốc nè. Cái ốc thì ngon lắm. Còn mấy cái đầu nữa, nghĩa để sáng nay nấu ăn chua ăn cả nhà. Mày con cá ngát nè. Cá ngát thì sẽ rất là đẹp luôn nha. Đó, một bên thịt, một bên xương. Cái này phơi cái chiên ăn ngon. Cá cháp. Cá cháp thì nghĩa cắt không hay. Sáng nay bắt đầu có nắng rồi nè cả nhà. Giờ nghĩa đem khô ra mình phơi. Mấy miếng này nó dày ghê luôn. Mấy cá dồ này nó quá trời nạt. Này phơi hơi bị lâu ạ. Ướp qua tới giờ nó hơi quéo quéo luôn. Cái khô này nghĩa phơi cả ngày hôm nay luôn mà nó chưa khô nổi cả nhà, nó dày quá. Ở dưới này nó còn ướt nè. Lát mình đem vô tủ lạnh rồi mai mình phơi tiếp. Bên đây thì nó ráo rồi nè. Con cá ngát này thì thấy ngon rồi. Vậy chiên ăn ngon lắm. Chảy mỡ quá trời mỡ luôn nha. Phơi nó càng rút nó chảy mỡ ra quá trời. Bây giờ nghe bắt chảo mình chiên thử một con ăn nha. Quá trời nạt luôn nè. Này chiên thì cái da này chú chiên nó hơi bị nổ á. Da nó dày lắm. Cá mình nhỏ vàng như vậy là được nha. Màu đẹp ghê luôn. Rồi, cho ra dĩa luôn. Nhìn ngon ghê cả nha. Thơm nữa. Có ăn không? Để cha ăn thử coi có mặn không nè. Đây cả nhà, hai mặt nữa nè. Có dai giòn giòn ăn đảo á. Ngon quá. Con cầm miếng cắn nha. Nóng á, thổi vậy. Thổi đi ăn. Cắn miếng nhỏ ngoài trước rồi. Cắn đây nè. Cắn nha. Ngon. Giống thịt. Dai dai. Ngon ha. Cái này là cái phần bụng của nó này nha. Hơi dẻo quá đã thôi. Ngon. Mai chiên ăn cơm ha. Cái da gì vui à, giòn giòn. Rồi, bà kem nó cũng đòi ăn. Con ăn này đâu được. Nóng rồi. Đó, dở nguội vậy. Rồi, đến đây Nghĩa xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.